càng nhiều thuốc bao nhiêu thì bệnh nhân càng càng tâm áp lực tâm lý lớn bấy nhiêu, và trong quá trình dùng thuốc thì sẽ có những cái có thể có những cái tác dụng phụ không mong muốn, tất cả các thứ nó rất là nhiều. Thì đấy là đều là những cái sang chấn, đặc biệt là suy tim. Đấy, có giáo sư Hùng nhỉ, chúng ta có rất nhiều các thuốc điều trị suy tim, nhưng mà thật ra cho đến bây giờ thì chúng ta chỉ làm chậm lại cái tiến triển đến suy tim giai đoạn 4 thôi, đúng không? Càng rồi là chúng ta tăng ức chế men chuyển lên, chấp nhận nó có thể nó suy thận rồi đó kia, chúng ta tăng chạy beta giao cảm lên, rồi bây giờ chúng ta có uperio, tất cả. Tuy nhiên rằng những tất cả những cái đấy thì nó đều làm chậm cái con đường đi đến okay. Tất nhiên là bệnh nhân người ta có thể nghĩ thế, nhưng mà mình cũng có thể nghĩ thế, nhưng mà mình cũng có thể nghĩ rằng chả có bệnh gì thì mình cũng dần dần tịnh tiến xuống văn điển. Cái chuyện đây là cái chuyện là quy luật sinh lão bệnh tử, nó xảy ra cũng chả có gì, nhưng mà đối với người bệnh người ta có những cái áp lực rất là lớn. Đấy thì đều là những cái sang chấn. Vậy thì cũng chúng ta không ngạc nhiên là vì sao khi người bệnh mắc những cái bệnh tim mạch, như là ví dụ như là bệnh như thế này, bệnh lại là nó tăng huyết áp rồi ngừng tim rồi đột tử. Tôi xin nói là cái đây cũng khoảng 20 năm rồi, cũng tôi đã phải chữa một ông là cũng trầm cảm. Khi khởi phát trầm cảm thì báo cáo với các anh chị cũng rất đơn giản là anh em khám bệnh thì phát hiện ra một cái hình ảnh trên điện tim là nó hội chứng Brugada. Cái Brugada thì về nguyên tắc là có thể ngừng tim, có thể rõ kia các thứ, đúng không? Thế phát hiện đi thăm khám sức khỏe tình cờ, sau đấy phát hiện cái hình yên ngựa trên B1V2 được chẩn đoán là Brugada. Các anh em thì ngày đấy cũng thật ra cũng cả không có kinh nghiệm mà cũng không ấy lắm, thế thì phải đưa vào bệnh viện luôn, cho nhập viện luôn, kèm theo một lời giải thích là gì, cái bệnh này vì sao phải vào viện, bởi vì là rất dễ đột tử, rất dễ ngừng tim, mà đặc biệt là về ban đêm. Thế là sau khi vào viện thì cứ nghĩ đến mình có thể ngừng tim đột ngột vào ban đêm, chả dám ngủ. Đấy, lo lắng chả dám ngủ. Thế là cứ đến ngày hôm sau cũng chả dám ngủ. Mà xin nói thật là cái những cái ngày năm là những năm 2000, chúng tôi cho bệnh sau khi tiếp nhận bệnh nhân vào viện xong đến ngày thứ ba, ngày thứ tư chúng tôi cũng chả biết làm cái gì cho bệnh nhân. Đúng là như vậy, bởi vì thật ra là đặt một cái máy ICD về đây thì cũng đã rất là khó cái thời gian đấy. Đấy, một là thế, hai tiền rất là cao, thứ ba là chỉ định khi mà đặt ICD thì như thế nào, thì tất cả những cái lúc ấy là một lúc mới bắt đầu. Không biết là anh Đồng có cảm giác ấy không, thật ra là không biết anh Đồng thì có thạo hơn không, thế còn ngày đấy đối với tôi thì như là còn khoảng cách với anh Đồng là còn xa lắm. Ngày đấy tôi như anh em mới tốt nghiệp được mấy năm rồi, thế hồi đấy thì quả thật là chúng tôi cũng không biết làm như thế nào, chứ bây giờ là thăm dò rồi tất cả các thứ, rồi là sau giờ nhiều anh em đi hội nghị ở các nơi, rồi là tiếp cận với các khuyến cáo, rồi phải giao ban hàng ngày ở đây thì các thầy nói thì mình rõ hơn rồi đấy. Chứ lúc đầu thì những cái năm ấy chúng tôi thật ra là rất là khó. Thế cái bệnh nhân đấy thì dần dần sau xong người ta chẳng ngủ, người ta mất ngủ. Và sau thật đúng thì về sau mình với đọc lại tài liệu với các thứ thì mình biết đây là trầm cảm, rối loạn giấc ngủ. Rồi sau đó thì giải quyết cả cái trầm cảm, cái rối loạn giấc ngủ cho bệnh nhân. Và cũng là vì là theo dõi là trong tiền sử là chưa có ai hiểu, chưa có ý cái gì thì cũng có cái kế hoạch theo dõi cho bệnh nhân. Cái ngày lúc đầu chúng tôi là thế. Thế thì cái tiếp tục thì cho đến bây giờ thì người ta cũng cắt khuyến cáo của châu Âu và Mỹ cũng thừa nhận thì cái tác nhân tâm lý của ảnh hưởng đến bệnh tim mạch và điều trị nó giúp giảm tác động của nó trên bệnh nhân, thậm chí là có thể tử vong của nguyên nhân này. Vậy thì thứ nhất là về biểu hiện trầm cảm ở bệnh nhân tim mạch, thì cái trầm cảm bệnh nhân tim mạch ấy thì bệnh nhân thì thường là chúng tôi là như này, chúng tôi cũng không phải là bác sĩ về mặt tâm thần, nhưng mà chúng tôi thấy những là cái biểu hiện rất rõ của bệnh nhân là lo lắng và mất ngủ. Có những người mất ngủ trắng đêm, và họ mô tả cái mất ngủ là như thế nào, cái trong cái đầu nó cứ trống rỗng, cảm giác nó cứ trong và đầu nó hầu như nó không có cảm giác là buồn ngủ, cứ từ ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác. Đồng chí, chúng tôi thời làm việc ở trên C6 chúng tôi đã phải tiếp nhận một bệnh nhân mà
họ có biểu hiện đúng như suy tim, tức là không thể đi lại được. Mình đi lại một đoạn thì là khó thở, mô tả đúng như một cái hội chứng tăng sức. Thế sau đấy thì lên, tới làm việc ngày đấy là tôi đang làm việc trên C6 những năm 2007-2006. Thì bệnh nhân đấy được cáng lên trên tầng 2 và đưa vào cái phòng đấy. Bởi vì là bệnh nhân không thể đi lại được. Thế tôi khám thì tất cả các thứ thì đúng là như thế. Tôi về sau thì khám thì không hề có một cái tiền sử nào về cái bệnh suy tim từ trước. Huyết áp của bệnh nhân không cao và đo huyết áp ngày đấy là cũng bình thường, làm siêu âm tim cũng bình thường, nhưng mà người ta không, thậm chí không ngồi dậy được. Thế tôi hỏi được vì sao, thấy người ta nó mô tả là không ăn được là một, thứ hai là mất ngủ triền miên. Nhưng ngày đấy thì cũng hiểu là có cái thuốc mà gọi là ngày xưa là Servier, rồi người ta còn quảng cáo một cái thuốc gọi là Stablong. Tôi không biết bây giờ thì cái thuốc ấy đi đâu không thấy nói gì đến Stablong. Thì tôi nhớ là tôi cho bệnh nhân dùng Stablong mà chỉ dùng đến 3 ngày thì bệnh nhân cảm thấy là từng người suy tim từ độ 4 này đang đành độ 1, người nhân ngủ được một giấc, ngày hôm sau cảm thấy khỏe hơn. Đấy, ví dụ như vậy. Thế ngày đấy Stablong xong rồi đến Pfizer có những cái thuốc nào mà bây giờ hầu như bây giờ cũng không, tôi thấy rất ít, nhưng còn một số các thuốc thì vẫn là. Thì còn về bệnh tim mạch thì người ta thấy rằng là chúng ta như nói là có 2/3 số bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì có triệu chứng trầm cảm nhẹ, và 1/4 các bệnh nhân mà sau những nhồi máu cơ tim cấp như chúng tôi vừa trình bày có trầm cảm rất là điển hình. Đây là qua những cái tài liệu. Và khoảng 1/6 bệnh nhân, khoảng 15% bệnh nhân tim mạch thì có triệu chứng trầm cảm điển hình. Và chúng ta thấy rằng là như thế này, một cái rất thực tế mà chúng ta cũng cảm nhận được là bệnh nhân suy tim mãn tính đấy, thì có thể có đến 1/5 các số bệnh nhân có biểu hiện, hoặc là những bệnh nhân sau cái máy tạo nhịp thì hơn 1/4 số bệnh nhân có biểu hiện trầm cảm, 15-20% bệnh nhân trầm cảm sau khi làm cầu nối mạch vành. Cái này thì tôi cũng có, trước đây thì tôi cũng có tham khảo ý kiến của một số anh em đồng nghiệp ở nước ngoài, thì cái chuyện trầm cảm sau khi có những dụng cụ nhân tạo trong cơ thể thì khá nhiều. Tôi nên nói ngoài tim mạch một chút. Người ta kể với tôi rằng là thậm chí có chị em nâng ngực sau đấy bị trầm cảm. Thế trầm cảm là vì sao? Bởi vì lúc nào cũng cảm giác là có người ta phát hiện ra mình là ngực to hơn ngày xưa. Đấy. Và sau đó thì cũng một bác sĩ kể chuyện với tôi. Thế thì người ta buộc phải tháo cái túi nâng ngực ra. Cho về đó thì cả chị cảm thấy tự tin hơn. Có nghĩa là không tự tin sau khi làm đẹp. Có dụng cụ nhân tạo, tức là cảm giác trong người mình có được. Còn cái chuyện mà đặt máy tạo nhịp mà về sau có trầm cảm thì cái này thì một là có dụng cụ nhân tạo, cảm giác là mình luôn luôn đeo một cái đeo nặng một cái dụng cụ. Nhưng mà cái thứ hai nữa anh đồng ạ, cái hội chứng sau tạo nhịp nó gây cho bệnh nhân khó chịu rất nhiều và rất là lo lắng. Về sau tôi có cái ông Blanche là cái ông mà đứng đầu về nhịp tim của Pháp, cái hồi mà chúng tôi làm việc service của ông ấy, thì ông ấy nói rằng là cái chuyện ấy có. Và hai nữa là cách đây cái thời gian đấy thì cái máy tạo nhịp nó không sophisticated, tức là không tinh vi như bây giờ để mà cho người ta lựa chọn. Thành ra những cái nhịp mà nó chồng chéo, mỗi lần nó chồng chéo lên như thế này thì nó làm cho bệnh nhân cực kỳ khó chịu. Đấy. Và sau đấy các thầy cũng như các anh chị thì rất vất vả trong vấn đề trị liệu của bệnh nhân mình này. Người ta cảm giác là không bất an với cái này có. Thế thì có một cái như thế này, chúng tôi thấy cái bên cạnh những cái yếu tố về mặt giới tính và tình trạng về mặt kinh tế xã hội cũng như là những cái về đời tư của người ta. Đấy, về tiền sử của người ta đã có những cái trầm cảm rồi thì nó có tác động thực sự ra. Cái này không bắt người ta có ý chí để vượt qua được. Có ý chí là một phần thôi, nhưng mà
dù có ý chí cũng khó vượt qua, bởi vì nó tác động qua những cái khâu về những cái cơ chế về mặt sinh học cũng như về những cái hành vi của người bệnh. Ví dụ như là một người có cái tình trạng lo âu, có một cái tiền sử bị trầm cảm, bây giờ thất nghiệp ví dụ như vậy, thì người ta có những cái mà nó tác động đến cơ thể qua những cái cơ chế sinh học, ví dụ như là hệ thống thần kinh bản thể, hệ thống đông máu, rồi tất cả các thứ nó có. Rồi bên cạnh đó, ví dụ như là cái này rồi là buồn chán này, sinh ra hút thuốc lá nhiều, ngồi một chỗ chả có việc gì làm, ví dụ như vậy, cũng không hoạt động thì sinh ra béo phì, rồi là ăn uống thì nó cũng không được hợp lý. Tất cả những cái này nó làm cho có thể mắc cái bệnh tim mạch, và khi có bệnh tim mạch rồi thì nó lại làm rối loạn thêm các cơ chế này. Cơ chế này nó lại càng trầm cảm, càng depress bao nhiêu thì lại càng thu mình một chỗ bấy nhiêu. Ví dụ như vậy, chả muốn đi đâu, chả muốn giao tiếp cái gì cả, chỉ có muốn ngồi nhà một mình, rất là isole, tức là rất cô độc mình. Thế còn chả có cái việc gì làm, buồn chán như thế, đâm dao hút hít, ví dụ như vậy, hút thuốc lá nhiều. Đấy, chả có cái gì vui ngoài cái chuyện là hút thuốc lá, ví dụ như vậy. Đấy, thì tất cả những cái này nó tạo thành một cái vòng xoắn. Khi mắc bệnh rồi thì nó có gây ra những cái lo âu, những cái lo lắng ấy, nó tác động qua các hệ thần thống thần kinh nội tiết, hệ thống thần kinh nó làm càng làm cho mình nó anxious, càng lo lắng nhiều hơn, rồi càng buồn bã hơn thì cô lập mình nhiều hơn, tất cả nó tạo thành những cái vòng xoắn. Vậy thì chúng ta thấy rằng là trong điều trị của chúng ta mà khi nó có những cái vòng xoắn thì chúng ta phải tìm những cái mối để chúng ta cắt cái vòng xoắn đấy, còn nếu không thì cái tình trạng bệnh càng nặng. Đây là vấn đề trầm cảm. Vấn đề nhẹ hơn là vấn đề lo âu. Lo thì thật ra thì chúng ta chả cũng có nhiều cái phải lo đấy. Nhưng mà lo bệnh lý thì nó lại khác. Tuy nhiên cũng có nhiều cái vấn đề mà người bệnh phải lo. Ví dụ như là các bệnh của mình có chữa được hay không, bệnh của mình sống được đến bao giờ, bệnh của mình tại sao phải dùng nhiều thuốc thế, tại sao bệnh của mình dùng thuốc cả đời, dùng thuốc kéo dài như thế này thì nó có hại gì đến những chức năng của gan, của thận, của các cơ quan trong cơ thể hay không. Đấy là những cái vấn đề mà thường xuyên mà chúng tôi sẽ nhận được câu hỏi của bệnh nhân. Và tất cả những cái vấn đề đấy không phải là mình cứ giải thích mà người ta nghe ngay, người ta có về nhà thì người ta cũng suy nghĩ rất nhiều. Vậy thì chính vì thế trong đây là lo âu là rất phổ biến trong bệnh tim mạch, có tỷ lệ cao ở bệnh nhân bị tim mạch. Và lo âu thì làm tăng tỷ lệ, người ta thấy rằng lo làm tăng tỷ lệ tử vong của bệnh nhân bị bệnh mạch vành, nhất là khi có đồng thời bị trầm cảm. Cái này thì có tài liệu thì giờ chúng ta cũng chấp nhận là người ta đã thống kê được rồi. Tức là cái này lo lắng thì làm sao mà bệnh làm chết được, nhưng mà có thể là làm tăng cái yếu tố mạch vành. Lo âu thì rất phổ biến ở bệnh nhân có hội chứng động mạch vành cấp. Tỷ lệ mới mắc là 50% một đơn vị điều trị mạch vành, và phần lớn thì không được chẩn đoán và điều trị. Thì thật ra là cũng không phải là chúng ta bỏ qua, mà trên thế giới cũng nhiều cũng không được quan tâm, chứ cũng không rất thiết là phải những nước còn đang phát triển như chúng ta. Thậm chí các nước phát triển thì trong giai đoạn cấp thì người ta cũng phải chấp nhận những cái tỷ lệ như thế này. Thế lo âu thì làm tăng nguy cơ thiếu máu từ 2 đến 3 lần sau nhồi máu cơ tim. Cái này thì còn trong cái nghiên cứu Gusto thì người ta thấy nhồi máu cơ tim cấp và lo âu nhiều. Đấy, lo âu nặng, đấy, lo âu nhiều, lo âu mạnh. Thế làm tăng nguy cơ gấp 5 lần. Tức là nguy cơ thiếu máu tái diễn gấp 5 lần. Đấy, tử vong thì cao hơn so với những bệnh nhân nhồi máu cơ tim mà không bị lo âu nhiều. Lo âu thì thường gây ra những cái rối loạn nhịp tim, suy mạch vành và tăng huyết áp. Thì lo lắng thì nhịp tim thường nhanh, và thường nhanh thì những người mà đã có bệnh mạch vành rồi thì chúng ta biết rằng là cái cung lượng vành nó ít hơn, cái thời gian tâm trương ngắn lại. Và tăng huyết áp thì chúng ta có một số thuật ngữ này, gọi là tăng huyết áp tâm sinh.
tăng huyết áp do những cái rối loạn về mặt tâm căn. Thế chúng ta điều trị những cái bệnh nhân này rất khổ, phải nói là cực kỳ khổ. Bởi vì huyết áp nó rất là biến thiên. Chúng ta huyết áp có thể lên 107, 108. Thế về nguyên tắc thì chúng ta có thể, với huyết áp cao như thế, chúng ta phải dùng thuốc liều cao hơn, hoặc là phải phối hợp giữa hai loại thuốc, ba loại thuốc, ví dụ như vậy. Nhưng mà sau đấy thì độ vài ngày thì có khi huyết áp lại tụt dí xuống, nó tụt xuống thì buộc lòng là phải giảm liều thuốc. Giảm liều thuốc thì làm sao, thì một ngày nào đấy thì huyết áp lại vọt lên thì lại tăng liều thuốc lại tụt xuống, xong lại giảm liều thuốc. Thế thì tất cả những cái đấy nó làm cho người thầy thuốc rất là khổ. Không những bệnh nhân khổ mà thầy thuốc cũng khổ. Thậm chí là nếu như mà chúng ta bây giờ thì cứ cho bệnh nhân thậm chí là automatic, hầu như trở thành nghĩa vụ. Và tôi thấy các bác sĩ phòng khám khi sau khi ghi tên mình còn kèm theo luôn số điện thoại của mình đấy, đúng không? Hầu như là đấy là thành nghĩa vụ. Và như vậy thì đương nhiên là khi mà huyết áp như vậy thì người ta cũng không biết bấu víu vào đâu cả. Người ta phải bấu víu vào thầy thuốc của mình. Và thầy thuốc của mình thì gọi một lần, hai lần, ba lần thì được. Nhưng mà đến gọi đến lần thứ bốn thì nói thật là cái độ kiên nhẫn của chúng ta nó cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Và khi độ kiên nhẫn giảm đi rất nhiều thì lại mang tiếng với bệnh nhân, mang tiếng là không tận tình chú đáo. Rồi từ đấy sẽ sinh ra những cái mà gọi là thắc mắc, lại đường dây nóng, đường dây lạnh. Tôi thấy giờ rất khổ, không những khổ cho bệnh nhân mà khổ cho thầy thuốc. Nhưng mà tuy nhiên rằng là nếu mà chúng ta nghiên cứu kỹ cái bệnh án của bệnh nhân này thì những cái lần mà tăng huyết áp lên như vậy thì đều là những cái lần mà người ta, ví dụ như là người ta không ngủ được vài đêm, ví dụ như vậy. Vậy thì nếu như cái gốc của chúng ta lúc ấy không phải là điều chỉnh huyết áp nữa, mà phải là cân bằng cái hệ thần kinh thực vật, và làm sao phải mang lại cho bệnh nhân cái giấc ngủ, thì lúc ấy thì mọi chuyện nó mới ổn được. Thông thường là chúng ta xếp vào những cái nhóm đấy là nhóm tăng huyết áp kháng trị. Tăng huyết áp kháng trị tức là gì? Phải ba thuốc trở lên, thì trong đấy có một thuốc lợi tiểu, ví dụ như vậy. Thì rồi là đến ngày mai ngày kia bất thần nó lại tụt xuống, rất là khó nhá. Thì cái này thì nó đấy. Và thứ hai là trong một tập hợp các bệnh nội khoa thì chúng ta thấy là bệnh tim mạch mà cái tỷ lệ mà cái những người mà rối loạn lo âu trong vòng một năm thì có thể thấy, chúng ta thấy là tỷ lệ ở những người mắc bệnh tim mạch có cái tỷ lệ rối loạn lo âu nó ngắn hạn, tức là một năm có đến 1/5 số bệnh nhân, và có tỷ lệ lo âu suốt đời thì chúng ta thấy rằng là gì, có đến 1/3 bệnh nhân tim mạch là lo suốt đời, lo lắng suốt đời, lo lắng cao hơn rất nhiều so với những các bệnh lý khác. Ví dụ như bệnh phổi mãn tính cũng cao nhưng không bằng tim mạch. Và đập tim mạch chúng ta thấy là tỷ lệ, và tăng huyết áp thì tỷ lệ cũng có thể đến gần 1/5 số bệnh nhân có cái tỷ lệ rối loạn lo âu suốt đời. Và các bệnh nội khoa ở những bệnh nhân rối loạn lo âu này thì ngược lại thì có những cái bệnh nội khoa chẳng hạn như là bệnh mạch vành hay bệnh tăng huyết áp, chỉ số OR của nó là cũng khá cao, và thêm các bệnh mãn tính khác thì thấp hơn, rồi migraine cũng khá cao, người ta cứ không hiểu sao lại đau đầu nhiều thế. Và đây là những các bệnh nội khoa mà gây ra lo âu thì cũng vẫn là các bệnh tim mạch và hô hấp là đứng hàng đầu, sau đó thì mới đến các bệnh khác như bệnh nội tiết, bệnh tiêu hóa hoặc các bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt là trong này có sơ vữa động mạch, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, suy tim. Khi nào chúng ta bị đau ngực thì chúng ta thấy rằng là lo lắm. Tôi là người bị đau ngực rồi và tôi lo đến mức là tôi phải nói với anh Hùng, với anh Tuấn là chụp cho tôi động mạch vành. Cực kỳ lo, không hiểu rằng là nó làm sao mà lại nhá. Mặc dù là tôi nghiệm pháp gắng sức, tôi chạy gắng sức được 15 phút. 15 phút mà gắng sức mà chưa không thấy làm sao cả, thấy khó khỏi chạy được nữa, không bảo vẫn chạy được nữa, bảo nhưng mà thôi chạy nữa thì nguy hiểm,
Thế xong đấy tôi phải cực kỳ lo, không không hiểu làm sao mình lại đó. Nhất là lúc ấy là mạch nó nhanh thì xin lỗi các anh các chị thầy thuốc thì nhìn nó hay ra bệnh, mạch nhanh thì bao giờ kèm theo cái ST nó hơi hơi chênh lên một tí, vâng, thì mà ST chênh lên thì vào mình mạch mạch vành rồi, vậy thì những cái xơ vữa động mạch đau thắt ngực là những cái mà rất thường gây ra lo âu. Và khi lo âu thì chúng tôi đã nói rồi, bản thân giáo sư Hùng cũng vừa cũng có trong phần giới thiệu thì bản thân cái bệnh tim mạch nó làm cho bệnh nhân lo âu sau những, nhưng mà lo âu thì lại làm cho càng làm cho cái hệ thần kinh thực vật nó bị rối loạn, mạch thì nhanh, huyết áp thì dao động, ngủ thì kém, vấn đề đấy. Vậy thì càng rối loạn lo âu càng trầm cảm thì nó lại càng cho làm cho các rối loạn về mạch tim mạch này nặng nề hơn, khó điều chỉnh hơn, đấy là cái mà nó lại vòng xoắn như vậy. Chính vì thế cho nên là người ta thấy rằng là lo âu có một mối quan hệ phức tạp, bởi vì là nó lo âu có thể là cái nhân tố phát động cái rối loạn trong cơ thể. Ví dụ như là bản thân lo âu cũng làm cho mạch nhanh hồi hộp, trong cái đau tức ngực, nhưng mà lo âu thì cũng có thể là cái triệu chứng của cái bệnh đấy, như bệnh nội tiết, bệnh tim mạch vân vân đấy. Và lo âu cũng có thể là biến chứng của các rối loạn cơ thể, ví dụ như các bệnh mãn tính, stress, và lo âu có thể tác động vào mọi giai đoạn của bệnh, như bệnh tăng huyết áp, đặc biệt là tăng huyết áp. Thì có những cái rất tinh tế mà khiến cho bệnh nhân lo âu. Tôi xin nói nếu người là thầy thuốc chúng ta giải thích một cách không tốt cho bệnh nhân. Thế thông thường là người ta ví dụ như một bệnh nhân tăng huyết áp thì người ta chỉ dùng có một thuốc, ví dụ như vậy, một lần trong một ngày nếu như huyết áp ổn. Tuy nhiên rằng là nếu như mà chúng ta theo những cái khuyến cáo nhất mới ở bây giờ, nếu như mà tăng huyết áp độ 1 thôi, nhưng mà yếu tố nguy cơ mà có thể là yếu tố nguy cơ mức độ trung bình hoặc đến mức độ cao, thì các thầy vẫn là khuyên chúng ta phối hợp huyết áp, phối hợp thuốc điều trị huyết áp ngay từ đầu, ví dụ như vậy. Tuy nhiên rằng là khi người chúng ta phối hợp thuốc huyết áp, ví dụ như là thuốc một thuốc ức chế men chuyển kết hợp với một thuốc chặn dòng canxi rất là tốt cho bệnh nhân, liều thấp thôi, nhưng mà người ta có thể với bệnh nhân người ta họ chả hiểu sao bệnh của mình lại phải dùng hai thuốc, ví dụ như vậy. Dùng hai thuốc có nghĩa là nặng hơn khi dùng một thuốc, nặng hơn rồi như vậy là cứ lo lắng hỏi bác sĩ cũng không dám hỏi. Thế thì xong đấy, sắp cầm một cái đơn về nhà uống một tháng, nhưng mà trong cái tâm trạng cứ lo lắng như vậy, thế đâm ra là đến tháng sau gặp bác sĩ thì cái tình trạng là nó đã khá nghiêm trọng rồi, mất ngủ đến hàng 2-3 tuần, ví dụ như vậy, nó rất là khó. Thế rồi để chúng ta cũng trong cái quá trình cho thuốc chúng ta giải thích thêm cho bệnh nhân. Một số nét tiền mạch điều trị thì chúng tôi không dám là nói về điều trị một cái những cái rối loạn lo âu hoặc là trầm cảm mà tiên phát. Tôi xin lượng là dùng từ tiên phát, có nghĩa là không có những cái đấy, không có một cái bệnh lý gì mà người ta có thể, một người phụ nữ sau đẻ, ví dụ như sau đẻ thì rơi vào trầm cảm, ví dụ như vậy. Mặc dù tim mạch huyết áp tốt, và khá nhiều phụ nữ sau đẻ mà trầm cảm và người ta tự tử, thậm chí tự tử tại nhà, đấy là chúng ta đã thấy có. Thì chúng ta không dám bàn luận vào những cái trường hợp đấy. Đấy là những cái mà chúng ta có thể nói là rối loạn trầm cảm mà tiên phát, thì cái đấy là cái chuyên khoa của các thầy thuốc về tâm thần kinh. Mà cái này thì ở nước ngoài người ta rất phát triển. Và chính vì thế cho nên là người ta có những cái gì thay đổi về mặt tâm lý là người ta nói là người ta đi bác sĩ tâm lý. Nếu bác sĩ tâm lý lo lắng quá người ta đi bác sĩ tâm lý đấy, hoặc bác sĩ thần kinh và bác sĩ tâm thần. Nhưng mà mình thì quan niệm rằng đi bác sĩ tâm thần là điên, bị điên thì đi bác sĩ tâm thần đấy, cho nên là bệnh nhân thì cũng không muốn là mình điên đấy, và cũng không muốn đi gặp bác sĩ tâm thần. Chính vì thế cho nên là những cái tình trạng nó ngày càng một nặng lên, và thậm chí có người tự tử. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những cái bệnh nhân nội khoa của chúng ta, đặc biệt là những bệnh nhân mãn tính kéo dài, người ta có thể cách đây mấy hôm thôi, giáo sư Hùng cũng có trường hợp nhảy lầu từ cách đây một vài hôm
người ta cũng bi đát quá. Tất cả những cái chuyện được đấy thì mình, chúng tôi sẽ không bàn luận trong phần này. Chúng tôi chỉ nói đến cái chiến lược điều trị. Đúng không? Vì sao gọi là chiến lược? Bởi vì thật ra cái này nó phải có một cái, nó phải có kế hoạch, có từng bước cho bệnh nhân. Thế vì với chiến lược điều trị thì đối với người bác sĩ tim mạch của chúng ta là để tránh cho cái lo âu trầm cảm ở trên một người mắc bệnh tim mạch do những cái tình trạng bệnh của mình, thì có lẽ là cái điều đầu tiên mà chúng ta phải nhấn mạnh đấy là chúng ta phải điều trị hiệu quả cái bệnh lý tim mạch cho bệnh nhân. Rồi nếu như mà chúng ta điều trị nó không hiệu quả thì người bệnh người ta sẽ nghĩ rằng là bệnh của người ta nan y, phức tạp và có nguy cơ lớn. Đấy, đầu tiên là vậy. Còn nếu như mà chúng ta điều trị mà có hiệu quả thì người ta sẽ rất vui và rất khả quan. Hay là chúng ta sử dụng thuốc tim mạch, đúng là cái thuốc tim mạch của chúng ta ấy, nó quá phức tạp để mà sử dụng. Tôi có nói chuyện, tôi có đi báo cáo ở nhiều hội thảo cùng với các chuyên ngành khác nhau, thì các bác sĩ cũng phải thừa nhận rằng là điều trị bệnh tim mạch quá phức tạp. Quá phức tạp là một cái là gì? Một cái là chúng ta ví dụ như một, chúng ta có một bệnh nhân tăng huyết áp, tiểu đường mà được đặt stent động mạch vành rồi, thì cái thuốc mà có suy tim nữa, tôi xin nói là thuốc thì khoảng 10 loại thuốc thì cái chuyện nó rất bình thường. Mà trong số đó không ít các thuốc mà khi chúng ta phối hợp với nhau thì rơi vào cảnh báo đỏ của dược. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là một cái thuốc ức chế men chuyển kết hợp với một thuốc kháng spironolactone, kháng androsterone spironolactone. Rồi nếu mà các chị vào Brad Kirkholm trong ấy thì hai cái thuốc này kết hợp là cảnh báo đỏ là đừng nên kết hợp. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta có những bằng chứng về mặt kết hợp thì tốt cho bệnh nhân. Tuy nhiên rằng tốt cho bệnh nhân ấy thì chúng ta cũng phải đối mặt với cái cảnh báo dược là có thể có những cái biến cố. Ví dụ như là tăng kali máu nhiều hơn, suy thận nó gia tăng, ví dụ như vậy. Thì để nữa. Vậy thì thứ hai nữa là chúng thì tiếp theo nữa thì về, cũng về vấn đề này thì chúng ta phải đánh giá đến cái tương tác thuốc và hạn chế tối đa các tác dụng không mong muốn của thuốc. Bởi vì mỗi lần, ví dụ như là chúng ta thấy rằng là cái tác dụng phụ mà có thể xảy ra khi chúng ta điều trị cho bệnh nhân tim mạch là những cái cực kỳ dễ mắc và hầu như không tránh khỏi, khó có thể tránh khỏi đối với chúng ấy. Nhưng mà đối với người bệnh mỗi một lần trải qua một biến cố như vậy đấy, thì đối với người ta là cả một cái sự hãi hùng và người ta có thể lo âu và trầm cảm. Vì thế người ta có thể đặt câu hỏi là tại sao người khác không bị mà mình bị, thế thì mình là như thế nào, mình có bị dễ bị chết hơn các bệnh nhân khác hay không, ví dụ như vậy. Thì là về cái nguyên tắc thứ hai là sử dụng thuốc tim mạch an toàn hợp lý và có tính đến tương tác thuốc, hạn chế tối đa các tác dụng không mong muốn của thuốc. Bên cạnh đó thì có về mặt tâm lý trị liệu, ăn uống là hợp lý và đầy đủ năng lượng. Tôi có gặp những cái bệnh nhân mà tiểu đường và rối loạn lipid máu, một cái bệnh mà trong tim mạch chúng ta rất hay gặp mà chúng ta nghĩ là cũng không có cái gì mà quá phải lo lắng cái chuyện đấy. Nhưng mà xin báo cáo với anh cái chị là bệnh nhân về chả dám ăn cái gì. Đấy, toàn chỉ có ăn rau, rồi là ăn trứng không dám ăn vì sợ tăng lipid máu, rồi là thịt cũng không dám ăn. Tức là người ta ăn uống cực kỳ kham khổ và người ta nghĩ rằng là cái ăn uống kham khổ đấy thì nó giúp cho người ta đường máu nó không tăng và mỡ máu cũng không tăng và người ta có thể sống lâu. Tuy nhiên rằng là cái việc đấy nó kéo dài, nó làm đảm bảo không đảm bảo năng lượng cho bệnh nhân. Và khi mà không đảm bảo năng lượng, vi chất cũng không có, năng lượng cũng không có, đêm thì đói nên chả ngủ được, rồi cứ ngày này qua ngày khác, và như vậy thì cũng rơi vào trạng thái là rối loạn lo âu trầm cảm. Thế thì đi với chúng, đến với chúng tôi thì sau khi nói là mệt lắm chảm, tôi đi một đoạn đường là tôi phải nghỉ, mô tả đúng như một cái hội chứng căng sức. Nhưng mà tôi đã nói rằng là gì, bác phải ăn uống bình thường rồi tất cả các thứ, rồi còn điều trị đây để có thuốc các thứ, rồi chỉ cần theo những này tôi lại phải dặn dò lại, rồi tôi cho được bệnh nhân những cái tài liệu về điều trị tăng điều trị tiểu đường các thứ về người ta đọc, ví dụ như vậy. Thì cái cộng đây là cái chiến lược. Và thứ bốn là phối hợp thuốc chống trầm cảm
chống rối loạn lo âu với liều hợp lý, đặc biệt là điều chỉnh các về mặt rối loạn giấc ngủ. Thì cái này tôi cũng nghe luôn, cái này người bác sĩ tim mạch của chúng ta khác với người bác sĩ tâm thần một chút, vì bằng bác sĩ tim mạch của chúng ta là điều trị trầm cảm triệu chứng hoặc là điều trị lo âu triệu chứng, tôi xin nói vậy. Và những cái thuốc trầm cảm chống lo âu của chúng ta đều là những thuốc mà gọi là rất nhẹ trong đứng về mặt tâm thần. Ví dụ như ngày xưa tôi kể là Stablon các thứ, rồi là Doc Martin chẳng hạn, và gần đây Grandacin, đấy là những cái thuốc chống rối loạn lo âu trầm cảm ở mức độ cực kỳ nhẹ. Ở cái mức độ nhẹ như thế này thì xin lỗi, các bác sĩ tâm thần người ta không dùng, bởi vì người ta thường dùng là điều trị những cái rối loạn trầm cảm lo âu tiên phát, bệnh lý nó nổi bật lên. Thế nhưng mà theo chúng tôi có kinh nghiệm này, bởi vì là sau khi phối hợp với một số bác sĩ tâm thần thì hầu như bệnh nhân tim mạch của tôi không chịu được, phải nói về rơi vào trạng thái ngủ quá nhiều, ví dụ như vậy. Ví dụ như dùng olanzapine liều khoảng 10 mg, thật ra thì tôi cũng hỏi bệnh nhân vào sáng sau em không dậy được. Hay là dùng Remeron 30 mg, cũng thế, không lái xe, không làm gì được. Đấy, về sau thì tôi đều điều chỉnh giảm liều đi hết. Đấy, ví dụ như Remeron tôi cho uống nửa viên thôi, sau đó dần dần tôi gối sang các thuốc khác nhẹ hơn, bởi vì cái trầm cảm của chúng ta không phải là trầm cảm bệnh, mà trầm cảm hầu như trong tim mạch là trầm cảm triệu chứng. Cái này cũng xin nói rất rõ với các bạn ở công ty như vậy. Thế thì tôi mới thấy rằng là như thế này, cái slide này của các bạn đưa cho tôi có sắp xếp lại một số thuốc thì tôi thấy rằng là chúng tôi ít dùng. Đấy, ví dụ như là benzodiazepine, thật ra bây giờ thì chúng ta không kê thuốc được, không kê được và bệnh nhân cũng không mua được. Nên là nó thật ra nó là sen, chúng ta không kê được. Và hai nữa là những cái rối loạn giấc ngủ mà chúng ta dùng sen không ăn thua, đấy, mà bệnh nhân chỉ có mệt thêm thôi. Thế còn cái mà chúng tôi hay dùng đấy là thứ nhất là ví dụ như tofisopam, vangdacin mà công ty mới cung cấp đấy, thì nó tôi thấy là có hiệu quả vừa phải và bệnh nhân thường dung nạp tốt. Cái thứ hai là cái sinpurit này thì chúng tôi cũng dùng rất là nhiều, nhưng mà chỉ có một cái điều là một số chị em thì mãn kinh rồi nhưng mà vẫn có thể tiết sữa, như chuyện đấy hơi khó chịu. Đấy, hai nữa là nó có thể tăng cân, nhưng mà nếu mà chúng ta dùng liều thấp thì cũng bệnh nhân cũng rất là dễ chịu. Có một số những trường hợp khác đây, cái này thì thực sự là cái ức chế một serotonin này thì là trầm cảm thật sự, với những cái biểu hiện là mất ngủ, lo lắng, rồi rối loạn về lời nói hành vi thì có thể dùng, đúng không ạ? Với tác dụng thì thường chậm, nhưng như là cái Remeron chúng tôi vừa nói, một số hoặc là những cái thuốc chống trầm cảm bao vòng mà trước đây cả anh chị chúng ta dùng rất là nhiều, ví dụ như amitriptyline. Dùng amitriptyline xong thì bệnh nhân thấy không rối loạn lo âu nữa, ngủ được, thậm chí là ăn cũng thấy ngon hơn. Nhưng mà cả tác dụng phụ của thuốc thường là khô miệng, rồi nhịp nó nhanh, cho nên là nó là một thuốc chống trầm cảm kinh điển. Nhưng bây giờ có một số thuốc mới rồi thì người ta dùng những thuốc mới chẳng hạn như Remeron là một cái thuốc rồi. Còn cái này thì xong rồi. Vậy thì chúng tôi xin và kết luận, chúng tôi nói hơi nhiều, thật ra cái vấn đề này thì chúng ta thảo luận là chính. Bản thân các bệnh lý tim mạch thường là những bệnh lý mãn tính, dùng thuốc lâu dài, trong quá trình dùng thuốc bản thân thuốc có thể gây ra những tác dụng phụ, diễn biến bệnh thường kéo dài, thường có những đợt thăng trầm, những đợt mất bù, mất đợt cấp tính, làm cho tâm lý bệnh nhân lo sợ. Các tình trạng stress mãn tính làm cho chất lượng cuộc sống cũng như diễn biến bệnh tim mạch không ổn định theo và càng làm cho bệnh nhân lo lắng, dẫn đến bệnh không ổn định. Khi mà người ta đã lo lắng thì cái sự tuân thủ thuốc của bệnh nhân sẽ kém đi. Đầu tiên là người ta không tin tưởng cái thuốc của thầy thuốc cho dùng nữa, và người ta chả điều trị nữa, ví dụ như vậy. Hoặc là uống thuốc của các bác sĩ, lúc thì huyết áp nó lên, lúc thì huyết áp nó tụt, chả điều trị nữa, ví dụ như vậy. Sự tuân thủ thuốc của bệnh nhân sẽ kém đi, bệnh nhân mất lòng tin vào thầy thuốc cũng như thuốc điều trị,
tâm trạng bi quan chán nản làm hiệu quả điều trị của bệnh nhân kém hơn. Đúng vậy, chính vậy thì rối loạn lo âu stress có thể có tác nhân khác được coi là yếu tố nguy cơ tim mạch, như là rối loạn lo âu stress gây ra rối loạn nhịp hoặc là tăng huyết áp tâm sinh. Khi mắc các bệnh tim mạch thì càng làm cho các bệnh nhân lo lắng stress nhiều hơn, và như vậy thì một vòng xoắn bệnh lý được hình thành, và người thầy thuốc có nhiệm vụ thử cắt đứt cái vòng xoắn này. Chúng tôi không nói không chính trị thêm một chút, nhưng mà còn để cắt đứt cái vòng xoắn này, nâng cao cái hiệu quả điều trị đối với người bệnh, cũng như tăng cường cái chất lượng cuộc sống của người bệnh, thì đúng với đúng nghĩa là chúng ta là những người chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tôi hoàn toàn chúng tôi nói không có một tính chất chính trị nào, nhưng mà tự bản thân chúng tôi thế đấy. Xin cảm ơn. Vâng, xin rất là cảm ơn bài trình bày hết sức là thú vị của phó giáo sư Tạ Mạnh Cường. Như thế chúng ta thấy rằng là ngay cả trong cái thực hành thường ngày đấy, như phó giáo sư Cường cũng đã kể cho chúng ta nghe từ những cái câu chuyện thực hành từ lúc ban đầu đã.